Rồi, chào bạn, là mình nha. Nay lễ mùng 10 tháng 3 đi chơi nha bạn. Đi đây là biển Thành Phú nha, đây là khu du lịch Cồn Bẩn nha bạn. Này nó còn mới lắm, còn hoang sơ lắm nha. Mình đi thì cảnh rất là đẹp nha. Với lại bãi tắm thì tự do, ai muốn tắm chỗ nào tắm nha bạn. Không có trả tiền, không có gì hết. Quán xá thì vô ngồi uống ly nước vẫn ngồi được nha. Không có mà dụ như là vô cái ghế là 200-300 ngàn hay là 100 ngàn gì hết nha bạn. Ở đây nói chung người ta rất là thân thiện. Nãy mình mới ăn cái hải sản bên kia rồi. Cô có mình, nếu mà mình muốn mua ở ngoài á, 150-200 ký á, mình vào mình nhờ người ta sơ chế, mình làm món thì người ta lấy 50 ngàn phụ thu thôi. Nước thì cũng 10 ngàn, 15 ngàn bình thường, như mình uống ở quán võng bình thường ngoài thôi, chứ không có chặt chém gì hết. Đó, để mình đi quay một lượt cho bạn coi. Rồi các bạn nào mà có ý định lễ 30/4 rồi á, đi á thì mình thay vì ở Sài Gòn đi Vũng Tàu thì xuống đây nó cũng tầm cũng quãng đường đó, nhưng mà các bạn được nhiều thứ hơn, mới lạ hơn ha. Rồi, đi với mình nha. Đó các bạn thấy không? Biển nè, tuy là biển nó không có, tại vì nó ngay cửa sông nha bạn, nên là phù sa nhiều, nên là không có trong xanh như là Vũng Tàu hay Long Sơn hay Long Hải gì hết. Mà nó biển phù sa mà hơi vàng vàng chút xíu, nhưng mà tắm vẫn được. Đây có rất nhiều người tắm nha. Này là mình đi qua bên bãi bên đây rồi, đằng kia nó có cái chợ rất là nhiều người tắm. Đó, nguyên cái dãy nhà hàng này nè, nhà hàng đằng kia nữa. Để chút mình lại mình quay hải sản cho bạn coi ha. Đây thì không thiếu thứ gì hết. Bạn nào đi thì chạy theo quốc lộ 60, qua cầu Rạch Miễu, qua cầu Hầm Luôn, rồi tới Mỏ Cày Nam, rồi chạy thẳng xuống Thành Phú, chạy thẳng xuống thị trấn Thành Phú thì chạy qua cầu Gián. Là chạy qua cầu Gián là tới, nó có chỉ đường xuống khu du lịch Cồn Bửng á. Đó, đây là rất nhiều luôn, thấy không? Nay mình đi với vợ mình đó, thì đi chủ yếu xả stress cuối tuần, có lễ mình được nghỉ 2 ngày đi luôn. Chứ quay cho bạn nào có ý định mà chở gia đình đi du lịch á, mình kinh phí ít á, thì mình đi chỗ này ok, rất đẹp các bạn. Nguyên cái hàng dương luôn á, phía trước mình là nguyên cái hàng dương luôn, nó chạy dài chắc cỡ cả chục cây số á, bãi biển này luôn nè. Nè, bãi biển rất là đẹp nha các bạn. Xưa lúc trước mình đi á, người ta chưa quy hoạch, nói chung là bãi biển tự phát thôi, nên là nó rất là nhiều rác đồ này kia thì không ai đâu, không ai quản lý hết. Còn giờ nó có ban quản lý rồi, thì sau những buổi chiều thì người ta có dọn rác thì nó rất là sạch sẽ. Bạn thấy không, đâu thua kém gì ở Vũng Tàu đâu các bạn. Hồi lúc trước á, mình chưa đi á, mình không tin, mình nói là biển này nó cũng giống như biển Gò Công thôi, tại mình dân Gò Công mà. Đó, thì nó cũng biển nước biển ở Gò Công, mình nói không phải mình chê ở chỗ mình, nhưng mà nó không có đẹp như chỗ này. Tại vì mình ngay sông Cửa Tiểu, ngay cửa sông luôn, nên là cái nó nước nó chảy ra nó xoáy lên, nó nước rất là đen, còn này nó xa cửa sông nha các bạn. Đó, cua ở đây nãy mình thấy á, người ta có 150 bóp rất là cứng nha các bạn, chắc cú luôn. Nãy mình ăn thử rồi. Đó, để chút xíu mình lại kia quay cho bạn hải sản ha, giờ quay bãi biển cho bạn coi thôi. Đó, nó mới có đầu tư được cái cầu đó xuống các bạn, mà nó chưa có làm xong, nó mới dựng mấy cái cột mà. Nó sẽ có cái cầu dài ra ngoài đó luôn, giống như ở Gò Công. Đó, giờ mình đang đi trên cái bãi nè. Biển thì sóng, sóng nó cũng không có lớn bằng sóng ở Vũng Tàu, nhưng mà nay là người ta nói là mùa nước im rồi, tới mùa mà mùa gió thì nó dữ dội lắm, sóng nó dữ lắm, sóng nó có thể là nó đập vào tới cái khu hàng dương đó luôn. Các bạn thấy mấy cây trong góc không, là sóng nó vô tới đó đó. Rồi mình lại cái cầu kia, mình check in cái cầu đó cái ha. Để bạn bước ở trên cát nè, thấy không nè, bước tới đầu ơi là nó khô lại tới đó nha. Đây có, trời ơi, để cái cục nào ai mới quậy đây nè. Cái bãi cát rất là đẹp nha bạn. Đó, à, nó đầu tư cái đó để nó có cái đường dẫn từ ở cái cầu đó chạy thẳng vô Hàng Dương luôn. Mình vào Hàng Dương xem có gì thú vị không. Rồi đi nè. Cuối tuần thì thay vì mình đi những cái chỗ khác chơi thì mình về biển.
Có cá, cá, cá. Con giá tràng hả? Không biết, con cua gì đó. Con giá tràng. Nè. Con giá tràng. Nãy có nhóm bạn kia bắt bắt mấy con móng tay các bạn. Lấy dôi thả xuống. Thì nó trồi đầu lên lụm. Thấy cũng thú vị. Ở đây không biết có ai nuôi nghêu không? Ở dưới Gò Công thì nghêu rất là nhiều, nuôi rất là nhiều. Không biết ở đây có người ta có nuôi nghêu không à. Đó. Cá thò lòi quá trời luôn. Rồi, đi vô hàng dương. Đây là con sứa. Bạn thấy con sứa không? Không biết nó có chích mình không à. Nó chết rồi. Nó mập ú à, phải con này mà nó ăn được là bắt về nướng ăn rồi. Nãy giờ mình gặp nhiều lắm, con này nhiều lắm nha bạn. Thả nó về dưới biển em cho nó sống đi. Đây. Sau này không biết ở đây người ta có quy hoạch làm cái khu du lịch gì không, nhưng mà mình thấy dưới kia là nó đang xây cái resort đó các bạn. Đó, dưới kìa, xây resort, điện gió, điện mặt trời các thứ đó. Đây cái cầu nó cũng đầu tư nè, nó đang xây dựng nè bạn. Nè, trong kia đang xây nữa nè. Sẽ có cái đường nối thẳng từ đó ra đây luôn. Đó. Này ở thành phố nha các bạn, thành phố Bến Tre nha, thành phố tỉnh Bến Tre nha. Này là con ốc dừa phải không ta? Ủa, ốc gì? Ốc hút luôn nè. Nè. Không biết ai ăn quá trời luôn dục đây nè. Con này con này hồi xưa có người ta có lụm về người ta làm mấy cái đồ mỹ nghệ á. Giờ tại không có ai làm cái này bán nữa nên là nó còn này cho hồi nhỏ mình thấy người ta bán cái này nhiều lắm. Đây. Hoang sơ lắm nha các bạn. Hoang sơ và rất là đẹp. Đây là toàn cảnh cái chỗ đằng chợ Cồn Bẩn nha. Cồn Bẩn nha các bạn. Tại vì người dân ta nói đây là cái cồn nó hình cái bẩn giống như bẩn xe mình vậy đó, bẩn xe máy á, kêu cồn bẩn. Đó, đẹp không? Đây, toàn cảnh luôn. Thì giá cả rất là phải chăng các bạn ơi, rẻ lắm. Lúc trước á, mình ra Vũng Tàu mình đi đoàn người á, mười mấy người á. Mình không phải nói để mà nói ở ngoài Vũng Tàu chặt chém gì hay gì. Mà ở đó giống như người ta kinh doanh nên người ta phải giá cả người ta phải vậy rồi. Còn ở đây á, là dân địa phương. Cũng có dân ở ngoài người ta vô người ta đầu tư. Nhưng mà giá thì người ta phải làm cạnh tranh thì bán mới được. Các bạn biết không, ở đây á, vô ngồi ghế uống ly nước 10.000. Bạn ngồi từ sáng tới chiều không ai nói gì nữa. Đó, không có lấy tiền ghế, không có lấy tiền gì hết á. Chỉ có bán các bạn mua vô mua cái gì đó rồi bạn ngồi đó. Hoặc đi từng nhóm á, thì các bạn vô kêu lẩu vô đồ ăn thì cũng rẻ thôi, 250 cái lẩu cá ngát, lẩu hải sản rồi này kia. Cua thì nếu mà loại 1 kg á, 1 kg cua sơ chế rồi luôn á, làm món rồi ra món rồi luôn tầm 300-350. Ăn rất là chắc, rất là thịt luôn nha, cua thịt ra cua thịt mà cua gạch ra cua gạch luôn. Còn nói gì tôm mực thì thôi, quá trời rồi, để chút mình lại chợ mình quay cho bạn coi. Quá đẹp luôn nha bạn. Ở chỗ này nếu mà được đầu tư đồ bài bản hút khách du lịch lắm nha. Ở đây chỉ có một số người ta tự phát ta đầu tư thôi, chứ chưa nhà nước chưa có đầu tư lớn lắm. Người ta chỉ làm mới làm cái bờ kè thôi nha bạn. Còn khúc này là chưa có bờ kè luôn, chỉ có khúc trên kia thôi, khúc trên chợ trên đó người ta mới làm bờ kè, còn dưới này là chưa có làm bờ kè. Đó. cá gì vậy? Thấy ghê không? Trời ơi. Con cá này con cá lăn nè. Nó chết ở đâu rồi em lụm đây vậy? Cá ngát cái gì mà nó phải cá lăn là nước ngọt. Này con cá lăn. Cho nó về dưới biển đi. Đây. Hàng dương này nè. Hàng dương này bạn mà muốn mà sinh thái thì đem cái manh theo. Rồi mình đem bếp ga rồi theo. Đem chén đũa gì đó. Rồi lại đằng chợ đó.
chợ đó cái gì cũng có bán nha các bạn. Giá thì rất rẻ. Qua đây chạy manh nướng, nhưng mà khéo khéo nha, để cháy luôn cái hàng dưa người ta nha bạn. Đằng kia có bị cháy lỗ rồi nha. Đó, đằng kia cũng có hàng dương luôn. Đằng kia thì cũng có hàng dương, nhưng mà hàng dương đó là của hộ gia đình, người ta cho các bạn nướng 15.000 manh, 15-20.000 chỗ gì đó. Thì tùy thì lúc, giống như ngày thường thì không ai canh hết, thì không ai cho mướn hết, thì bạn vô ngồi đại. Còn như dịp lễ này thì người ta ra, người ta đem mấy quầy nước ra người ta bán nữa, thu nhập thêm thôi. Đó, các bạn cũng thông cảm cho người ta, ta cũng không có ích kỷ gì, nhưng mà đó thì cái dịp để người ta có thêm thu nhập thôi. Đó, thì người ta cho mình trải thì chút người ta tính chung với tiền nước thôi. Rồi có mấy người người ta cho mướn vàng lo kẹo kéo, karaoke các thứ luôn, không có khác gì Vũng Tàu hết nha, nhưng giá thì nó rẻ cực kỳ luôn. Đó, thì ra mình cũng phải ngó trước ngó sau nhà hàng nào mà rẻ, nhà hàng nào mắc đồ này kia. Mình nãy mình ăn thì cái quán đó tên là Biển Nhớ hả, quán Biển Nhớ cũng đơn giản lắm, có cua nghêu ốc rồi cơm bình dân. Bách wifi là Biển Nhớ 7979. Đây là mình tới khu chợ hải sản rồi nha bạn. Đây hải sản thì ghe ở ngoài đây, ghe biển người ta đi cào vào á, cào bằng á đó. Thì ta vào chợ này ta có mấy cái thúng á, ta chuyển cá chuyển ghẹ lên, thì cũng có nuôi, cũng có hải sản đánh bắt, cũng có tôm sú thì chắc nuôi, rồi ghẹ thì chắc không nuôi được rồi, mấy con cũng có nuôi, cũng có bắt nữa các bạn, thì giá cũng chênh lệch nhau. Ví dụ nuôi thì rẻ hơn, đánh bắt thì tự nhiên thì nó mắc hơn. Nguyên một đội tàu đây luôn nè, còn mấy ngoài kia nữa các bạn. Đó, ta vô thì chút ta vô ngay ở chợ này nè, ở dưới mấy cái nhà sàn này nè bán rất là nhiều các bạn. Đây, giờ đi vô đó nha. Đây, giờ vô trong chỗ chợ hải sản nha. Này là ghẹ nè, ghẹ sống. Ghẹ này nhiêu chị? 80 hả? Còn đó 50 hả? Dạ. Ghẹ lớn thì 80, ghẹ nhỏ, ghẹ sữa thì 50 nha bạn. Mua thì vào đây người ta sơ chế luôn, có chỗ luộc, chỗ nướng đâu luôn nè bạn. Đó. Đây. Này là mấy cá của ghe cào vào bán. Đây, cái này là mấy chỗ này. Bạn thấy không? Mực thì tầm 90.000, 100.000, bạch tuộc cũng vậy. Tôm sú thì 120 nha. Đó. Đó, này cua nè bạn. Cua hả? Ừ. Cua bên này của chị nè. Bên đây là 150 hả chị? Còn hai con này. À, cua gạch 200 nè vợ. Này là cua gạch 200.000 một ký nha các bạn. Ủa sao mình biết nó là cua gạch chị? À, cái yếm nó bự lên vậy, nó phù lên vậy là cua gạch ha. Cua gạch nó là cua cái hả chị? À, này là mấy con cua đực là cua thịt. Rất là chắc nha bạn, cứng nha. Đó. Cứng lắm. Rồi để em đi vòng một chút lại em ủng hộ cho. Đây. Giờ hồi nãy thì nước lên á, người ta bán ở trong này nha bạn. Người ta bán trong này nhiều lắm. Người ta bán ở dưới cái nhà sàn nè. Còn bây giờ nước mà nó cạn rồi á, nước đang rút á, một chút nữa các bạn thấy người ta đem ra ngoài kia bán thấy ham lắm, như cái chợ vậy đó. Đó, giờ người ta chuẩn bị dời ra đó rồi kìa. Cua rồi người ta dời ra đó kìa các bạn. Hồi nãy thì ở trong này nhộn nhịp lắm luôn nha. Anh lên bán hàu kìa. Hàu thì 30-40 ngàn ký, 30 ngàn ký cũng có. Các bạn mua hàu thì nhờ người ta đập ra, người ta lấy ruộng cho bạn, người ta cũng làm luôn. Đó, rồi mình đi quay cái khác.
Để bạn, cua đây mình mua cua chú này luôn nha. Không có, được rồi, con này ngon nữa à, tôi lấy con này. Đó, mình mua cua gạch. À, giờ còn mấy con anh bán 160 ngàn luôn, 160 kg. Đây. Còn gì nữa? 900 gram cơ. 900 gram. Lấy hồ hết luôn á, anh nói thiệt là tại cua này tôi hỏi thử đây, rồi. Còn có mấy con à? Nhiêu anh? 145 ngàn hả? Mà có con, có cái càng á nha. Ừ. Mà lấy đại chứ không? Dạ thì con nhỏ bự chứ sao đều được. Còn mấy con à? Nhiêu anh? 145 ngàn cân. Hai con này 900 gram. Em mất cái càng rồi, mất em 5 ngàn. Mất cái càng đó không? Em mất cái càng. Nó rụng cái càng đâu đó hay gì á? Không có, không có. Với lại nó rụng đó rồi, ăn không có được. Liền kìa, ăn liền. Em đem về nhà không được. Ừ. Cái này em đem về nhà hả? Đúng rồi, em đem về Túc Mỹ Tho luôn. À. Cho em xin cái bịch nó đi, để tao lấy hết không? Rồi. Thấy không, mình đi vòng vòng đi hỏi đi, cô này không có ai dám dưới 180 ngàn. Rồi, ra tiếp ngoài kia các bạn. Đây giờ nước rút rồi nha, nước bắt đầu cạn rồi. Nước bắt đầu cạn thì người ta dời ra đây người ta bán tôm sú nè, cá bớp nè, cá bớp con kia là cá bóng tượng hay gì đó, tôm sú nè, cá bóng tượng hay gì nè, tôm sú bên kia luôn. Này là tôm sắt nè các bạn. Nhiêu, nhiêu thì 100 ngàn 3 kg. Đây. Cua ở đây nữa nè. Con cái này tâm sát chứ không? Quá trời cua luôn. Dạ, em mới mua rồi. Rất là nhiều người bán cua luôn các bạn. Cua mình nghĩ ở đây người ta cũng nuôi thôi. Nuôi thôi chứ không phải là đánh bắt đâu. Đó, nên giá nó cũng phải chăng, rẻ. Đây, hải sản. Con lịch biển hả? Trình biển hả? 40 ngàn ký hả chị? À, trình biển 40 ngàn ký nè. Trình biển. Đây. Một chút nữa các bạn thấy như cái chợ luôn. Đây, dẻ. Đây cua lên luôn. Quá trời cua luôn. Trên đây thì đồ khô. Rồi. Giờ mình ra khỏi bãi biển rồi, ra chỗ giữ xe. Nay đi quá trời đi rồi. Bên Mỹ Tho, từ Mỹ Tho mình chạy qua bên này chắc cũng khoảng 80 cây nha bạn. Đi các bạn đi từ Mỹ Tho hướng về thành phố này thì chú ý mấy chỗ công an có bán tốc độ. Đó thì đi từ từ thôi. Ví dụ như các bạn tới ngay chân cầu Hàm Luông á, chỗ đó chuyên gia bán tốc độ. Rồi xuống dưới, xuống Mỏ Cày Nam á, thì nó cũng có. Gần tới thị trấn Mỏ Cày Nam là nó có bán tốc độ. Các bạn đi chú ý mấy chỗ đó ha. Trên này thì nó bán đồ lưu niệm nhiều lắm. Bãi giữ xe. Rồi,
Nay đi tới đây thôi, mình kiếm chỗ nào nghỉ chân rồi chiều về nha các bạn. Anh đi đâu rồi, tạm biệt các bạn.